Do xin chào mọi người, mình là Tâm Minh La La. Thì sau những ngày tháng sử dụng em Realme Bud Air Pro trị giá gần 2 triệu này, thì hôm nay mình sẽ review em nó cho mọi người nha. Vô nè. Đầu tiên là một đứa con gái, mình sẽ luôn quan tâm về ngoại hình của những sản phẩm công nghệ mà mình mua. Mình được tặng. Nói chung là những món đồ công nghệ của mình. Về thiết kế thì mình thấy hộp đựng em này được làm bằng nhựa. Chất lượng build của hộp trông khá cứng cáp, cầm thì cũng rất là chắc tay á. Nhưng mình cảm thấy là cái hộp này hơi to nếu so với những sản phẩm khác như là AirPods 2 hay là Apple Eco X như này. Nên bạn nào mà đút túi quần kiểu quần jean á thì nó sẽ cộm lên khá là nhiều. Nhưng dù sao thì thiết kế tối giản như này thì cá nhân mình thấy rất là ưng ý rồi. Còn về phần tai nghe bên trong, nhìn chung thì đây là kiểu thiết kế casual thường thấy nên sẽ phù hợp với nhiều người dùng. Phần housing tai nghe có hơi to một chút, tai mình nhỏ nên khi đeo sẽ bị lồi ra như này nè. Cá nhân mình thấy á thì đây không phải là một vấn đề đối với mình. Nhưng mà nếu bạn nào kiểu yêu cầu một sự hoàn hảo hơn á thì những bạn tai nhỏ sẽ không thích điều này đâu. Trọng lượng của nó thì cũng rất là nhẹ, e mà, nên cảm giác là mình có đeo lâu thì cũng không thấy bị khó chịu. Mình có vận động mạnh gắt kiểu như là chạy bộ, đi bộ, xoay đầu hip hop thì nó vẫn không rớt ra được đâu. Bên trong họ cũng tặng kèm những cái size cao su khác nhau nên mọi người có thể tùy chỉnh cho phù hợp nhé. Rồi, về phần thiết kế thì mình chỉ nói nhanh qua như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ đến phần chất âm và khả năng chống ồn chủ động của em đó nha. Về hai đặc tính này thì mình thấy... Thôi, trước hết là cứ nói về chất âm của nó trước nha. Con này cho tổng thể trải nghiệm âm thanh khá là tốt. Phần lớn dãy âm con này cũng thiên về bass rõ luôn, nên các dãy âm còn lại sẽ hơi bị lép vế về một tí. Tai âm nhạc của mình thì không hợp lắm với kiểu chất âm của con này, nên mình sẽ hơi không thích lắm khi nghe nhạc bằng em này. Mình nói vậy không phải là chất âm của em này tệ đâu nha. Nó vẫn sẽ phù hợp với những bạn thích nghe những thể loại nhạc giống như là EDM nè, hip hop, những bạn mà kiểu mê những nhạc sôi động á. Tuy nhiên, về phần chống ồn của em này thì mình thấy nó chưa ổn lắm trong tầm giá 2 triệu. Cụ thể là nếu mình nghe ở trong môi trường văn phòng không quá ồn ào, cũng chỉ có những tiếng bàn phím, tiếng nói chuyện thông thường thì con này khử ồn khá tốt. Nhưng khi mình thử ở trong không gian ngoài trời như là đi dạo ngoài đường nè, hoặc là mình đi cà phê ngồi ở ban công, thì các tiếng môi trường như là công trình, xe cộ qua lại nó khử khá là tệ luôn. Nó chỉ khử được đâu đó tầm 20-30% thôi, nên cảm giác nghe nhạc lúc này cũng sẽ bị ảnh hưởng khá là nhiều á. Cho nên là mình thấy với giá 2 triệu thì cái khả năng chống ồn này chưa xứng đáng lắm. Về kết nối thì em này vẫn sẽ kết nối với app Realme Link thôi. Trong này thì mình thấy các tính năng của nó cũng khá là nhiều thứ để tùy chỉnh nè, như là bay boost này. Thật ra thì chất âm con này đã nhiều bay rồi nên mình cũng không dùng đến tính năng này lắm. Rồi tùy chỉnh thao tác mức độ chống ồn, tùy chỉnh thao tác chạm tay trái tay phải, rồi game mode các thứ. À, mình cũng đã bật game mode này lên để chơi game thử rồi, thì mình thấy độ trễ của nó có giảm đi một chút, nhưng tổng thể thì vẫn có độ trễ thôi. Nên là anh em cũng đừng kỳ vọng quá khi chơi game trên con tai nghe này nha. Và cuối cùng là về thời lượng pin, thì đây cũng là một điểm mạnh của em này mà mình thấy khá là thích. Mình nghe liên tục mỗi ngày tầm 2 tiếng rồi cất lại vào hộp. Cứ như thế thì mình nghe được gần 1 tuần mới phải sạc một lần. Ngoài ra với chế độ sạc nhanh chỉ cần 10 phút cho cái hộp này kèm tai nghe bên trong là mình cũng có được gần 2 ngày để dùng em tai nghe này đó. Ok, và đó là những nhận định của mình sau những ngày tháng được trải nghiệm em Realme Bud Air Pro này. Thì mình thấy trong tầm giá 2 triệu thì nó chưa đáng lắm với mình, nhưng mà hàng xếp tặng mà, cho nên là cứ dùng thôi. Dĩ nhiên là những nhận định này sẽ theo quan điểm cá nhân của mình. Và chiếc tai nghe này vẫn sẽ phù hợp với những bạn yêu thích những thể loại nhạc sôi động, hay là những bạn thích nghe nhạc trong những không gian kín như là sếp mình á. Ok, hết video rồi. Còn các bạn nghĩ sao về em tai nghe này? Để lại comment cho mình biết nha. Đừng quên like, share và nhấn đăng ký kênh Gen Z nha. Bye bye.